Vô số sỏi hiếm gặp ở Bắc Trung Quốc khiến nhiều thành phố như Sơn Đông, Hà Bắc chìm trong biển nước. Một số lượng lớn ô tô tư nhân chất đống ở các góc phố không khiến người xem liên hệ với Trịnh Châu năm 2021. Vụ nổ ga tự nhiên Hà Bắc, ngọn lửa phun gần 100m biến nhiều cửa hàng thành đống đổ nát. Cơn bão bụi khổng lồ ở Nội Mông. Đổ nhà kho ở tỉnh Narathiwat, Thái Lan ngày 29 tháng 7. Khoảnh khắc tòa nhà tại trung tâm tài chính của Moscow bị UAV tấn công ngày 30 tháng 7. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC, bản tin cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Mưa xối xả hiếm gặp ở Bắc Trung Quốc khiến nhiều thành phố ở Hà Bắc, Sơn Đông chìm trong biển nước. Thưa quý vị, sau khi cơn bão Yusurui đổ bộ vào Phúc Kiến và di chuyển về phía Bắc, một cảnh báo mưa bão màu đỏ đã được ban hành ở miền Bắc Trung Quốc. Các video trực tuyến cho thấy nhiều thành phố ở Hà Bắc và Sơn Đông ngập chìm trong biển nước. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương ở Tế Nam, thuộc phủ của Sơn Đông, vào ngày 28 tháng 7, mưa lớn đã trút xuống Tế Nam, các con đường trong khu vực đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng. Một đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy, sau trận mưa lớn, một lượng lớn ô tô tư nhân chất đống ở các góc phố ở Tế Nam. Tại tỉnh Hà Bắc, giáp với Sơn Đông, một số thành phố cũng bị ngập lụt. Ngoài ra còn có một lượng lớn hình ảnh cho thấy các quận thuộc quyền quản lý của Bảo Định tại tỉnh Hà Bắc cũng đã phải hứng chịu nhiều thảm họa. Ở một số vùng nông thôn, dân làng được thông báo chuẩn bị sơ tán. Nổ ga tự nhiên ở Hà Bắc, ngọn lửa phun gần 100m biến nhiều cửa hàng thành đống đổ nát. Gần đây, một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị vỡ do đang thi công và điều này đã gây ra một vụ nổ dữ dội. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, một đám lửa lớn từ cửa hàng bên cạnh bắn ra đường, ngọn lửa kéo dài gần 100m hướng thẳng đến cửa hàng bên kia đường. Ngọn lửa bùng cháy hơn 1 giờ trước khi được dập tắt. Nhiều cửa hàng dọc con phố bị đánh bom đến mức chỉ còn trơ khung. Hàng chục cửa hàng ở khu vực xung quanh trở thành đống đổ nát. Đoạn video khác đăng tải cho thấy khí đốt tự nhiên phát nổ ở huyện An Bình, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Các cửa hàng dọc phố bị thổi bay thành đống đổ nát, nhiều ô tô đậu trên đường phố bị đốt cháy. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.
Tuy nhiên, cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng con số thương vong vượt xa báo cáo chính thức và một số tòa nhà đã bị nổ tung. Một cơn bão bụi khổng lồ ở Nội Mông. Đoạn video ghi nhận được vào ngày 27 tháng 7 cho thấy một cơn bão bụi xoáy lớn đang hình thành ở khu vực hẻo lánh của Nội Mông. Khung cảnh này khiến người xem liên hệ tới những cơn lốc xoáy tận thế. Nổ nhà kho ở tỉnh Narathiwat, Thái Lan ngày 29 tháng 7. Đoạn video ghi nhận được tại một kho pháo hoa đã phát nổ ở chợ Muno, huyện Ngãi Kolok, tỉnh Narathiwat. Phạm vi sát thương nằm trong một khu vực rộng lớn với 200 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 115 người bị thương và ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 5 thợ hàn. Các tòa nhà tại trung tâm tài chính của Moscow bị UAV tấn công ngày 30 tháng 7. Đoạn video do người dân Nga quay lại cho thấy cảnh tượng UAV đâm vào một tòa nhà văn phòng gây nổ lớn. Nó đang rơi kìa, một người phụ nữ nói trong video. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn xảy ra và người phụ nữ hét lên. Một số người dân Nga cũng đổ ra đường và quay video hiện trường. Cuối video là cảnh quay vào buổi sáng cho thấy một lỗ hổng ở khu tòa nhà văn phòng sau vụ nổ do UAV gây ra. Thị trưởng Moscow cho biết các UAV Ukraine đã rơi xuống khu vực được coi là trung tâm kinh doanh và tài chính ở thủ đô Nga. Khu vực này có nhiều tòa nhà cao tầng được sử dụng làm văn phòng, chung cư cao cấp. Các khu phức hợp Fyodorovskaya và Okho ở khu vực lần lượt có các tòa nhà chọc trời cao thứ 2 và thứ 3 tại châu Âu, theo truyền thông Nga. Cũng trong rạng sáng ngày 30 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngăn chặn 25 UAV tấn công bán đảo Crimea. 16 UAV bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 9 UAV còn lại bị các hệ thống phòng không vô hiệu hóa và rơi xuống Biển Đen. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.